Mừng sinh nhật Tiểu Liên. Nè, còn một tuần nữa là tới sinh nhật của đại tiểu thư rồi đó. Bây giờ mỗi người nộp một ID đi, nhanh lên. Người nào cũng phải có hết đó. Năm ngoái đâu có đâu. Đó là năm ngoái cô đang bận cho nên tôi đã tự đại diện tầm bảo đồ dâng quà mừng thọ lên đó. Không thì chúng ta bị chu di rồi. Thật ra thì tặng quà cho đại tiểu thư á, không có chú trọng giá trị đâu. Quan trọng nhất là trung tâm lý, cố trọng mặt mũi mà. Ờ chị Mary, năm ngoái chúng ta tặng gì rồi? Ghê gớm lắm, phần quà năm ngoái mọi người không biết tôi chuẩn bị vất vả tới đâu đâu. Tôi tìm mấy chục công ty mới tìm ra một công ty in kỹ thuật 3D, in tấm hình của đại tiểu thư lên cái bánh gạo to như là bánh sinh nhật vậy đó. Thấy chưa? Hoành tráng quá. Wow. Chị Mary tâm lý thật đó. Nhanh lên đi, mỗi người hiến một kế đi. Cách này có vẻ cũng hay nè. Năm nay tiếp tục in tấm hình lên bánh gạo thôi. Tặng đủ 2 thùng là được rồi. Dĩ nhiên là không được rồi chú. Đại tiểu thư đã nhận quà gì là Mandy có cuốn sổ ghi lại hết. Chú đừng hòng tái sử dụng. À, tôi biết nè. Đánh kem hèm mét. Năm ngoái phòng kế toán đã làm rồi, tới 3 tầng lận đó. Chị Maria, chúng ta mướn biển poster đối diện đường rồi ghi Happy Birthday đại tiểu thư đi. Dạ, quảng cáo chỗ đó trên trời, cậu trả nổi không? Hay mình mua khăn choàng tặng đi. 10 năm trước, những bà thím bên tổng quản lý đã làm rồi. Ơi, à, phiền quá đi. Sao lại bắt chúng ta tốn thời gian vô những chuyện như vậy chứ? Nhất là đại tiểu thư không còn mê Thủy Quy nữa. Nếu không thì lột đồ Thủy Quy ra hết, cột cái nơ lên, đẩy vô phòng đại tiểu thư làm gọn gàng hết sức. Anh em đừng chọc tôi mà. Trời ơi, đừng có giỡn nữa, mau suy nghĩ đi. Nhìn bên đó đi kìa, nguyên tập đoàn Tiếp Long đều đang căng thẳng dò đầu bứt tóc. Chúng ta cũng phải nghĩ ra nhanh lên, không thể chậm trễ được. Sinh nhật thôi mà, có cần phải làm cho mọi người đều căng thẳng không? Nguyên cả Tiếp Long á đều coi chị hai là nữ hoàng rồi. Một năm một lần thôi mà, kệ chị đi. Một đêm xếp 3 bữa tiệc sinh nhật. Cô tưởng tôi biết phân thân có 9 lông lực liên lận hả? Bộ não cô bị rớt hả? Không lụm lại được đúng không? Còn nữa, cả công ty trên dưới đều muốn làm sinh nhật cho tôi. Cô làm ơn sắp xếp cho tôi 2 ngày ăn trưa ở cà phê Tình Đầu để nhận lời chúc của mọi người nha. Cô sắp xếp lịch của tôi lại đi, ốc heo à. Thành rác rưởi thiệt tình. Sao vậy? Anh lại muốn nói gương mặt khi chửi của em đáng yêu đúng không? Là đáng yêu thật. Nhưng mà anh không hiểu tại sao sinh nhật em mà làm cho mọi người trong công ty đều mệt não vậy? Có phải người của Tầm Bảo Đồ không muốn chúc mừng sinh nhật em không? Dĩ nhiên không phải rồi. Là anh thấy em đã ăn tiệc sinh nhật 2 tuần liền rồi, còn cắt hết 10 mấy cái bánh sinh nhật. Không lẽ em thích ăn bánh sinh nhật tới vậy sao? Anh có biết Long Lực Sĩ khi nào sinh nhật không? Tháng 1. Cho nên em muốn vào tháng 11 này sinh nhật của em bào mòn hết tinh thần lẫn tài chính của mọi nhân viên công ty. Tới tháng 12 là có Giáng sinh rồi trừ tịch, họ phải tốn kém mà. Rồi tới tháng 1, ai có tâm trí đi tiếp Long Lực Sĩ nữa chứ không ai chúc mừng nó hết. Nếu không ai chúc mừng anh Long nhỏ thì liên quan gì tới sinh nhật của em chứ? Em muốn sinh nhật của Long Lực Sĩ thật sự hiu quạnh, thậm chí không một ai biết khi nào nó sinh nhật. Nhưng đối lập, sinh nhật em thì nguyên một công ty long trọng tổ chức. Có vậy ba mới biết tính quan trọng của em trong công ty. Em phải để ba biết được. Em mới là người thừa kế Tiếp Long. Em mới chính là chính thống của nhà họ Long. Ra là vậy. Tiểu Liên à. Thực ra sinh nhật em có nhiều người xếp hàng chúc mừng tới như vậy. Anh nghĩ ngày sinh nhật cũng khó mà gặp nhau rồi. Nhưng sinh nhật này là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chúng ta quen nhau mà. Em muốn cùng anh thôi. Hay là vậy đi, hôm đó chúng ta đừng mua bánh kem, anh cũng đừng mua quà cho em. Chỉ cần ở bên anh là em vui lắm rồi. Quyết định vậy nha. Chúc mừng cô ba. Sao phải sáo quá vậy chứ? Chúng ta chỉ tìm một dịp để ăn chung thôi mà. Cảm ơn. Mọi người bắt có lòng quá. Bắt đầu lâu lắm rồi, tưởng cô không tới thôi. Sao không tới chứ? Quà cáp cũng chuẩn bị xong rồi. Wow, em trai kìa, tuyệt quá. Tuyệt quá. Em trai kìa, tuyệt quá. Linda thế nào, thích quà của tôi không? Cô tặng gì tôi cũng thích hết. Nè, đừng đứng sát như vậy được không? Sao cậu nhảy gì mà xấu quá trời vậy hả? Cậu không biết nhảy thì đừng có nhảy nữa. Nè, muốn chết hả? Đánh vô đầu tôi.
Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Sao vậy? Dùng sức đập vô như vậy ai cũng sẽ choáng thôi. Chóng mặt là bình thường mà. Vì cô đã bị tôi yểm bùa rồi. Cô có cần khoa trương vậy không? Yểm bùa? Người ban nãy không phải là vũ công mà là thầy pháp tôi mời về đó. Giỏi nhất là yểm bùa tình, bùa trầm và bùa không ốm đó. Có phải tuyệt lắm không? Thiểu năng, chơi gì không chơi yểm bùa. Lần trước cô phá buổi tiệc đính hôn của tôi với Kevin, với buổi tiệc sinh nhật của tôi nữa. Giờ tới lượt tôi trả hết cho cô. Cô nói là tôi tin sao? Cái này gọi là bùa không được mừng sinh nhật. Sau này hễ cô và những người xung quanh mừng sinh nhật với cô đều sẽ gặp xui xẻo. Nếu không thì cô cứ việc thử đi. Đúng rồi, chúng tôi về trước nha. Cô bảo trọng nha. Tạm biệt nha. Nè nè, chúng tôi chưa bắt đầu mà. Nè, không phải mấy cô đều tin chứ? Tin là có bùa thật hả? Đám này bạn bè kìa. Lỡ như có ấy mùa thật. Cái đầu của cô, đầu người ốc heo thì một cái, giờ đang ở kế bên tôi đó. Xuân đã tới rồi, gieo rất gần hồn qua xuống đời. Sao rồi, muốn ăn trưa ở đâu? Cậu mời cho. Khoan ăn đã. Thành ơi, tới lượt bộ phận nào lên đây? Phòng IT. Hèn gì em thấy Ivan với lại Kepo đứng ngoài đó rồi. Thì ra chỉ chờ họ tới chúc mừng sinh nhật hả? Cậu à, chúng ta tự đi ăn đi cậu. Vậy đành thôi. Nè, con chưa ăn được thì mọi người cũng chưa ăn được đâu. Nếu không lát nữa ai chụp hình cho con? Cô Thanh nè. Hả? Không được đâu, ở lại đây đi. Thanh kêu họ vô đây đi. Dạ. Tùng sen. Linh khuyển mừng thọ, chúc đại tiểu thư đông thành tây tựu. Tăng. Hay quá, dễ thương quá, tôi thích con chó nhất đó. Lại đây, để tôi sờ một cái. Trời ơi, dễ thương quá. Nó biết hát đó. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nó dễ thương thật đó, nó còn biết nhúc nhích nữa kìa. Chị hai, có giống đang cắn em không? Giống. Ủa, nó cắn em thiệt. Ôi trời, đau quá. Sao rồi? Đau quá chị trời. Hai. Đâu được coi. Chảy máu rồi kìa cậu ơi. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Đem cái thứ gì tới cắn ngón tay em tôi? Nếu em trai tôi có chuyện gì, tôi không tha cho mấy người đâu. Biến hết đi. Dạ. Tặng gì nữa đi ra đi. Nói chị coi. Gọi điện thoại hết một buổi sáng, cuối cùng cũng xong rồi. Không biết tôi đã tốn bao nhiêu hơi sức mới năn nỉ được xưởng điện tử kia chịu làm đào điện tử cho mình. Sự dứt giả của cô là đáng mà. Trái đào thọ đó biết phun kẹo ra nữa, đại tiểu thư chắc chắn sẽ cho cô một like đó. Hy vọng là vậy. Anh thấy nhóm Ivan thông minh, làm ra con chó IT biết nói chuyện. Đâu chỉ vậy, còn may mắn gõ cửa nữa đó. Không được đâu, tôi tới nói cho mọi người nghe, con chó của phòng IT xảy ra vấn đề rồi, làm Terry bị thương, đại tiểu thư giận lắm. Kêu tôi ra thư cảnh cáo họ. Nhớ nha, đừng tặng sản phẩm điện tử nữa nha. Phải tặng quà khác hả? Ai mình rõ ràng thông thạo đồ điện tử lắm mà, sao lần này lại có chuyện được vậy? Thôi đừng cử, chúng ta nghĩ ra quà khác an toàn hơn đó. Nhất thời sao nghĩ ra chứ. Ủa chị hai, em không cần tới bệnh viện tiêm thuốc ngừa bệnh dại hay nghe nói chó cắn là phải chết đó. Trời ơi, em bị thương cái tay thôi mà, não vẫn bình thường. Chó điện tử thôi mà, sao bị chó dại được? Đâu coi, có chút xíu thôi mà, không có sao đâu. Đại tiểu thư ơi, thật ra chuyện Terry bị chó cắn có khi nào liên quan tới yểm bùa không? Bùa chú gì vậy? Trời ơi, cô đúng là thanh rác rưởi thật mà. Mấy chuyện kỳ cục lạ lùng đó sao lại tin chứ? Đại tiểu thư, mặt mày tươi rói quá ha. Muốn tôi dẫn cô đi gặp Âu Dương 3 tỷ hả? Không phải, tôi biết cô sắp sinh nhật, cho nên tới mừng sinh nhật cô đó. Chị Quỳnh, chữ thọ đẹp lắm á. Đại tiểu thư, chúc cô phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn luôn xinh đẹp. Hay, nói hay lắm đó. Đây, chụp tấm hình nha. Chụp tấm hình trước. Ơ dạ. Cậu ơi, cậu không sao chứ? Đừng có động cậu. Cậu nghĩ xương sống cậu bị gãy rồi. Cũng may là xương sống của cậu không sao thôi. Nếu nghiêm trọng hơn thì đúng là chậu ông bà luôn đó. Có liên quan tới cái bùa hay không ta? Nè, cô nói bùa chú gì vậy? Thì đại tiểu thư bị cô giả đo yếm bùa đó. Thấy ai mừng sinh nhật đại tiểu thư thì cổ, những người xung quanh cổ đều sẽ gặp chuyện đó. Sao cô không chịu nói sớm vậy? Có cái thì mình cũng nên tin.
Có kiêng là có lành đó. Ban đầu thì Terry, sau đó thì tới phiên cậu đây nè. Trời ơi, mọi người sợ hả? Được thôi, tôi gọi điện cho cô giả đó, kêu cô giải bùa đó cho con được chưa? Vậy cũng tin nữa, thiệt tình. Cổ không bắt máy. Wow, em biết tại sao cổ không bắt máy rồi. Chị nhìn đi, cổ thành ra như vậy làm sao nghe điện thoại hả? Được sao cổ lại như vậy? Cổ lát cái gì vậy? Đại tiểu thư ơi, tôi nghe người ta nói người bỏ bùa cũng sẽ bị phản ứng ngược lại, cho nên đôi chân cổ thành ra như vậy đó. Chúc mừng không đúng ngày để như vậy rồi. Nếu mà chúc ngay ngày chính chắc là chết luôn đó cậu. Thôi đừng mừng gì hết nữa. Hạnh à, cô về công ty ra thông báo điện cho tôi, không cho họ chúc mừng sinh nhật tôi. Con đi vệ sinh một chút. Alo, Quy Quy. Giờ anh đang làm gì vậy? Anh đang đợi bánh sinh nhật của em nè. Em không cần bánh sinh nhật đâu. Anh đừng làm gì nữa. Anh trả tiền rồi. Trả tiền rồi cũng kệ. Anh rời khỏi chỗ đó liền giùm em đi. Anh Hào à? Sao? Tôi xin lỗi nha, tôi không lấy bánh kem đó nữa đâu. Hả? Anh đã ra khỏi rồi. Tiểu Liên à, bây giờ em có thể nói cho anh nghe rốt cuộc sẽ ra chuyện gì không? Em bị người ta yếm bùa rồi. Hả? Tóm lại hệ tổ chức sinh nhật thì những người xung quanh em sẽ xảy ra chuyện. Em không thể để anh xảy ra chuyện đâu. Em mê tính như vậy từ khi nào vậy? Không tin cũng phải tin. Em không thể để cho anh gặp nguy hiểm gì. Tóm lại chúng ta đừng mừng sinh nhật. Hôm sinh nhật đó chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa. Vậy nha anh. Nè. Cứu tôi với, may là một năm có một lần thôi. Mình không tập được không vậy? Baby ơi, thật ra chúng ta cũng sắp xong rồi. Chúng ta đợi Thủy Quy tới, tập thêm đúng một lần thôi. Cái gì? Một lần thôi. Thêm một lần quá nha. Chú báo già cả mới khỏi tập thôi. Tại sao Thủy Quy tới giờ vẫn chưa thấy đâu vậy? Không phải đã nói rồi sao? Thành tích nhóc Philip tệ quá, bị mời phụ huynh. Thủy Quy đi học phụ huynh xong sẽ tới. Cậu già cả vậy rồi sao? Mọi người tập vợt ở đây hả? Đồng ý tưởng với bên marketing chúng tôi nha. Anh ăn mặc gì để tập vợt hả? Thật ra chúng tôi định nhảy kiểu hip hop để chúc mừng đại tiểu thư. Ai dè hôm nay không cần tập vợt gì nữa rồi. À, khi xin nhập viện nên mọi hoạt động ăn mừng quỷ hết đúng không? Không chỉ là quỷ không đâu, tôi nói mấy người biết là quỷ không thời hạn luôn đó. Hả? Quỷ không thời hạn luôn? Khoan đã, anh nói thôi mà. Biết đâu hãm hại chúng ta. Nè, sao cô cứ luôn nghĩ rằng người ta hãm hại cô chứ? Tại sao vậy? Tại sao mà vậy? Anh Giang đó. Khoan đã. Hả? Công việc không nói dối. Tôi vừa nhận được tin nhắn của Thanh, nói là đại tiểu thư không muốn ảnh hưởng đến công việc vận hành bình thường của công ty, nên tất cả hoạt động ăn mừng hủy hết. Hủy hết. Hủy hết. Hey, sao hả? Tin tôi chưa? Tôi không gạt cô đâu. Kỳ lạ thiệt đó, sao tự nhiên đại tiểu thư lại hủy hết các hoạt động ăn mừng sinh nhật chứ? Đại tiểu thư, chúc cô sinh. Anh nói gì hả? Dạ, chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp quá. Cùng chúc đại tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Wow, năm nay đúng là quạnh hiu thiệt đó. Ngày sinh nhật mỗi năm của chị đâu có vắng vậy đâu. Cũng may là hôm nay em có về họp, nếu không chỉ có một mình chị ở đây, chị thảm thiệt đó chị hai. À, đại tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sao không có quà cáp gì hết vậy? Năm ngoái vừa bước vào thôi là mùi hương sọc vô mũi rồi. Chỗ này nè, còn có cả đống hoa nữa. Phòng chị còn không đủ chỗ chứa. Chúng ta còn hát xì liên tục, giống y như nhà tang lễ luôn. Em nói đủ chưa vậy? Nhà tang lễ. Hoa thơm quá cậu ơi. Năm nào con cũng nhận nhiều hoa như vậy thôi. Làm chỗ này như tiệm hoa vậy. Không muốn thơm thì cũng khó đó. Anh chị hai, em không vào trong đâu. Em bị dị ứng mũi rồi. Vô dụng quá. Thực ra năm nào cũng nhận nhiều hoa, nhận xong rồi phải chất lên xe đi bỏ, không bảo vệ môi trường chút nào. Chị trở nên yêu môi trường từ khi nào vậy? Nhưng mà bảo vệ môi trường cũng tốt, ít ra em khỏi hắt xì. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Tôi đã nói không ai được mừng sinh nhật tôi rồi mà. Sinh nhật của tôi thôi mà, liên quan gì cô chứ? Phải đó, ai chúc mừng sinh nhật cho cô chứ? Người ta năm mươi mấy tuổi, bộ cô năm mươi mấy tuổi sao? Đại tiểu thư, thực ra cô có nhiều chuyện phải lo như vậy, cô không lo, lo chuyện chúng tôi làm gì? Còn nữa nha, chúng tôi không phải nhân viên của tập đoàn Tiếp Long. Quá đáng dễ sợ. Mặt mũi là người ta cho, còn xấu mặt là rước về. Jenny, em đừng đả kích chị hai nữa. Chị hai đã tội nghiệp lắm vì không ai mừng sinh nhật của chị rồi. Ông xã yên tâm nha, tới sinh nhật anh em chắc chắn sẽ tổ chức thật long trọng, không hiu quạnh như người ta đâu. Được đó, được đó. Em trai, chị không ăn nữa, em tự ăn đi. Sao lại hẹn em ra đây vậy? Em đã nói không ăn mừng sinh nhật rồi mà. Đâu phải ăn mừng đâu, ăn bữa cơm thôi mà. Ngồi xuống đi. Tóm lại, tối nay, cho dù thế nào anh cũng phải gặp được em. Hồi nãy anh mua đồ có quà tặng, có vẻ là đồ của phụ nữ. Anh với nhóc Philip đều không dùng được. Tiểu Liên à, hay là em lấy dùng đi ha. Em không lấy là bỏ đó, uổng lắm. Còn nữa nha, hồi nãy anh đi đường thấy có bán bánh bò, lâu lắm rồi chúng ta không ăn nên đặc biệt mua tới để ăn chung đó. Đừng mà, rõ ràng anh đang đi vòng vo, anh muốn ăn mừng sinh nhật em đúng không hả? Không phải thật mà. Em biết anh rất muốn làm em vui, anh rất thương em, nhưng em không muốn anh gặp chuyện gì. Anh thật sự không tin những chuyện này đâu. Hôm nay dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn thật vui vẻ với em. Anh ơi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Cô làm việc kiểu gì vậy? Quy Quy, anh có sao không? Không sao, đổ nước xuống đất thôi mà, anh đâu có sao. Xin lỗi. Không sao thật hả? Không sao thật mà. Làm em hết hồn hả? Em tưởng bùa chú đó là linh nghiệm chứ. Không có bùa chú gì hết đó. Tiểu Liên, em đừng tự hù mình nữa. Chúng ta ăn mừng sinh nhật thật vui vẻ nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Anh ơi, sao nói không có gì? Sao lưng anh ướt hết rồi kìa? Xin lỗi nha. Để em coi. Trời ơi, ướt hết rồi. Có sao không? Không đau mà. Anh còn gạt em. Đã nói bùa chưa được phá thì không được mừng sinh nhật em mà. Tiểu Liên à, em bình tĩnh trước đã. Là vì anh sợ em nghĩ bậy cho nên mới không nói cho em nghe thôi. Hôm nay là sinh nhật của em. Đừng có sinh nhật nữa. Em không muốn nghe hai từ này. Nếu tiếp tục nói nữa em sợ anh không qua nổi đêm nay đó. Giờ em về nhà, nhà ai nấy về, chúng ta đừng gặp nữa. Đi về thôi. Tiểu Liên. Tiểu Liên. Tiểu Liên, ở trại cũng phải để anh đưa em về chứ. Đừng theo em. Tóm lại giờ em ra đầu đường rồi, anh ra cuối đường giùm em. Anh đi khám bác sĩ, em thì về nhà. Quy Quy à, em không muốn liên lụy tới anh nữa. Họ giả kìa. Không phải cũng bị gãy chân sao? Sao cổ gắn chân giả nhanh như vậy, lái xe được rồi hả? Họ giả kìa. Chân cô bị gãy mà, sao đi đường nhanh vậy? Rồi quất cả tất đó là chân giả của cô hả? Ra là cô gạt tôi. Dụ bùa chú là giả. Gạt cô thì sao chứ? Do cô ngu thôi. Thầy pháp đó là tôi tìm đại trong công ty người mẫu. Không ngờ cô tin đó nha. Nghe nói cô hủy hết tất cả hoạt động mừng sinh nhật. Cô thích ra quay như vậy, không được ăn mừng. Chắc cô buồn bực, muốn chết lắm đúng không? Giờ tôi đánh cô đi ăn mừng sinh nhật nè. Cô đừng ra lại nha. Cô đừng chạy, để tôi đánh cô gãy chân thật đó. Happy birthday, Tiểu Liên. Sao là bùa chú đó là giả? Làm em hết hồn à. Anh có biết là em rất sợ anh gặp chuyện không? Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để mừng sinh nhật của em. Quy Quy. Tiểu Liên. Không phải nha. Nếu bùa chú đó là giả thì để em gọi điện cây đã. Alo, thanh rác rưởi.
Tối nay hạnh phúc dễ sợ, vừa được ăn món ngon ba nấu, vừa được ăn trái cây xem tivi, đúng là vô cùng hạnh phúc đó. Có cái gì đâu, thì cũng là cái hay ăn thôi. Tóm lại, không cần mừng sinh nhật đại tiểu thư, tan ca có thể về nhà bình yên ăn cơm đã là hạnh phúc lắm rồi. Mọi người biết không, kể từ khi con vào Tiếp Long đó hả, ngày 22 tháng 11 đầu tiên trải qua bình yên nhất là ngày này. Hy vọng năm sau cũng không cần ăn mừng sinh nhật đại tiểu thư nữa. Nhưng nỗi mới nhớ, vị trái đào điện tử đặt làm xong đó không phải là uổng phí sao? Để dành cho năm sau dùng vậy. Bớt đi nha, bỏ rồi, lỡ như để đại tiểu thư nhìn thấy không biết sẽ có phản ứng gì. Thiệt luôn đó, hôm nay tôi với tiểu lực tính cắt bánh kem mừng sinh nhật đại lực thôi. Bà đại tiểu thư đó giống như muốn giết người vậy, cổ thần kinh dễ sợ. Nè, David tặng cô hộp bánh nè. Cảm ơn. Nhưng tại sao đại tiểu thư tự nhiên lại kêu dừng hết mọi hoạt động ăn mừng chứ? Căn bản không muốn biết, không muốn mừng sinh nhật gì phải hết. Đó. Không phải chứ. Gì vậy? Không phải chứ. Cái gì vậy? Wow, không phải chứ. Thật đó, là Thanh thông báo đó. Đại tiểu thư không muốn lãng phí những công sức chúng ta đã chuẩn bị, cho nên ngày mai mở lại hết tất cả những hoạt động mừng sinh nhật. Ừ nè, bé ba, con làm gì vậy? Nhưng lúc chị Quần hồi chưa đổ rác, lụp lại trái đào điện tử với lại banner nữa. Ừ ha, có gì công ty thôi. Xin lỗi nha.